Xin chào mọi người nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại và chia sẻ với mọi người một cái cây dược liệu rất là quý nha mọi người ơi. Đấy thì cây này có tên là cây sáo tam phân nha mọi người nha. Đấy, nhắc đến tên này là chắc chắn là nhiều người biết đến cái này rồi đấy. Nếu mà ai đã từng biết đến cây này và được sử dụng cây này rồi thì mọi người để lại thông tin dưới phần bình luận nha, để mọi người cùng biết thêm về cây này nhé. Đấy thì cây sáo tam phân được biết đến là một cây dược liệu quý trong việc hỗ trợ điều trị, hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh về ung thư nha mọi người ơi. Đấy thì trong cây sáo tam phân có chứa một số chất hóa học có tác dụng giúp ngăn chặn, kìm hãm và tiêu diệt các tế bào ác tính đấy gây hại cho cơ thể. Đấy nên là cây này đã nổi tiếng từ cách đây 10-15 năm trước rồi mọi người nha. Đấy, và cho đến bây giờ thì cây này vẫn được săn tìm và trồng và sử dụng rất là nhiều mọi người nha. Đấy thì bộ phận sử dụng chủ yếu là thân và rễ của cây này nha mọi người. Quý nhất là cái bộ rễ của nó nha mọi người ơi. Đấy vì vậy mà mọi người mà có đất thì chúng ta trồng một vài cây này vào nha. Khi nào mà cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng được luôn nha mọi người ơi. Đây mình quay cho mọi người về cây này nhá. Nhà mình có giống và rễ khô nhá. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình nhá. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người.